Năm 2000, Trung Quốc đón 84 triệu du khách nước ngoài, còn số này có chiều hướng tăng nhanh. Hàng tỷ người đã đến thăm nước này, hàng tỷ người khác đang coi đó là một ước mong. Vào một ngày hè, nhóm phóng viên HTV đã lên đường sang nước láng giềng phương Bắc. Những hình ảnh mà chúng tôi mang về chỉ là đôi nét đơn sơ hạn hẹp ghi lại từ một số địa phương. Đất nước Trung Hoa mênh mông hùng vĩ và cổ kính, thực tế sinh động và phong phú hơn nhiều. Đến Hàng Châu, chúng tôi rất thích lướt xe nhẹ nhàng dưới tán những hàng cây ngô đồng. Sự êm ả thanh bình của cảnh vật gợi trong ta những suy tưởng miên man mơ hồ, nhưng lý thú về một miền đất đẹp. Phố phường có vẻ thưa thớt, nhưng ít ai ngờ đã có thời nó là đô thị đông dân nhất thế giới. Đó là vào năm 1274 đời Nguyên. Hổ Bào, một khu du lịch trên núi rất gần Tây Hồ và hơi giống chùa Hương của Việt Nam. Một thắng cảnh thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và tôn giáo, một khu núi rừng giữa lòng thành phố. Từ Hà Nội tới chùa Hương mất 70 phút, từ Tây Hồ tới Hổ Bào chỉ 5 phút. Thế mạnh tuyệt vời về du lịch của Hàng Châu chính là chỗ nó ôm vào lòng một thiên nhiên bao la hùng vĩ. Khi tuổi đời đã vào buổi xế tà, cảm giác bị lãng quên tăng dần, người ta có xu hướng tìm về với thiên nhiên. Một bài quyền nhẹ nhàng dưới bóng cây rừng không chỉ là một liệu pháp về sức khỏe, đó còn là nét đẹp tinh thần trong cuộc sống. Rừng Hổ Bào có hai loại cây phong và tùng là nhiều nhất, quý nhất, nên còn có tên là Vạn Tùng Sơn. Hổ Bào nằm dưới chân đỉnh Bạch Hạc, thuộc dãy Đại Từ Sơn phía tây nam Tây Hồ. Sách xưa nói, nơi đây đỉnh núi quay quần, cây rừng san sát, khe trong nước biếc, cõi Phật cảnh tiên, tâm hồn bay bổng. Thật khó tìm được nơi đâu giữa chốn thị thành lại có một bức tranh sơn lâm bồng bềnh kỳ ảo đến vậy. Tương truyền giữa những năm Nguyên Hòa đời Đường, cao tăng Tính Không tu ở đây. Trong lúc quá khổ vì thiếu nước muốn chuyển đi nơi khác, thì nằm mộng thấy một vị thần báo sẽ có hai con hổ từ suối Đồng Tử tới. Quả nhiên hôm sau có hai con hổ vừa chạy vừa cào đất thành dòng suối nước trong vắt chảy ra, nên gọi là Hổ Bào Tuyền. Hổ Bào là nơi khởi nguồn những con suối đẹp vào loại thứ ba Trung Quốc chảy vào Tây Hồ, nên được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Tam Tuyền. Bên dòng suối là tượng Tính Không và con hổ trong giấc mơ kể trên. Hổ Bào Tuyền thực chất là một sơn viên khổng lồ, một trung tâm tôn giáo cổ kính như chùa Hương của ta, nhưng dày đặc các công trình kiến trúc được chia thành nhiều nhánh. Mỗi ngôi chùa, điện, cát, hồ, suối, đường, cầu đều dựa vào thế núi, cảnh rừng rất hài hòa, tạo nên một cảnh quan văn hóa, thiên nhiên và tôn giáo có giá trị thẩm mỹ cao, vừa tráng lệ lại vừa thâm u huyền bí như một miền đất Phật. Dòng người lên dốc cho ta cảm thấy như các tín đồ Phật giáo đang lên động hương tích hoặc yên tử. Danh thắng Hổ Bào có nhiều, song nổi tiếng nhất là Ngọc Đế Trì, Lai Phượng Kiều, Trích Thúy Hiên, La Hán Đường, Tế Công Điện, Hổ Bào Mộng Tuyền, Uyển Xuân Trà, vân vân. Hổ Bào Tuyền. Phẩm trà cát, nơi thưởng thức và bình phẩm về các loại danh trà. Hàng bia này giúp ta tìm về quá khứ của Hổ Bào. Không thể nói lịch sử Trung Quốc hay và đẹp hơn lịch sử của một nước láng giềng. Tuy nhiên, nền văn học nghệ thuật của Trung Quốc đã làm cho người nước ngoài hiểu như vậy. Đó chính là thế mạnh truyền bá của một nền văn hóa so với những nền văn hóa khác. Quả thật,
văn học cổ Trung Hoa có sức thẩm thấu mạnh mẽ vô cùng, kể cả không gian, thời gian, xứng đáng là một giá trị tinh hoa của nhân loại. Chúng tôi tới thăm một quán trà lừng danh trên đỉnh núi. Hiện quán phục vụ thường xuyên loại sản phẩm nổi tiếng toàn Trung Quốc là trà Long Tỉnh của địa phương, được pha với nước suối Hổ Bào, tạo nên hương vị tuyệt đỉnh, được gọi là Tây Hồ Sông Tuyệt Trà, nổi danh khắp trong và ngoài nước. Tới Hổ Bào thưởng vị trà Tây Hồ Sông Nguyệt đã từng có các vị đế vương triều Thanh, các tổng thống nước ngoài, các vị lãnh đạo Trung Quốc. Có một lần, một tổng thống Mỹ từ Trung Quốc về, điện sang xin cung cấp một ít trà Long Tỉnh loại thượng hạng trồng trên đỉnh núi Sư Tử gọi là Sư Trà mà ông đã thưởng thức tại Hổ Bào, và được trả lời là phải đợi tới năm sau vì loại này không có nhiều mà mỗi năm chỉ thu hoạch vào một ngày nhất định. Về nghệ thuật uống trà, người Trung Quốc được xếp vào loại xuất sắc ở Á Đông. Tuy nhiên, theo người Việt Nam thì nghệ thuật ẩm thực dù có cao siêu tới đâu cũng cần phải có sự tham gia của hoàn cảnh và tâm trạng. Một nhà thơ Việt Nam đã nói về trà như sau: nâng chén mời anh thưởng vị trà, đừng quên tan tác mấy đời hoa, cạn từng hốp nhỏ cho sen đượm, vớt lại trần ai một chút ta. Quả thật, nếu đằng sau cái thơm ngọt của vị trà mà thấy được cái đắng ngọt của vị đời thì cuộc trà mới có thể cùng ta đi tới tận cùng của thi vị. Hổ Bào có điện thờ một nhân vật hết sức độc đáo, đó là nhà sư Tế Công thời Nam Tống. Ông tên thật là Lý Tâm Viên, sinh năm 1148, mất năm 1208, xuất gia tại chùa Linh Ẩn, sau tu tại Tịnh Từ và viên tịch tại Hổ Bào. Sự tích về Tế Công lan truyền rất rộng trong dân gian. Sách viết về ông khá nhiều, nhưng nổi tiếng nhất là cuốn Trường Thiên tiểu thuyết cổ điển Tế Công Truyện, có tới 120 hồi rất sinh động. Ông không cầu thúc giới luật, thích rượu và thịt, cử chỉ ngang tàn phóng dật nên được gọi là Tế Điên. Tế Điên luôn cứu giúp người nghèo và đã kích bọn quan phủ nhũng nhiễu nên được nhân dân kính trọng tôn thờ. Bốn chữ nho trên bình trà lớn là Giang Nam Đệ Nhất. Hổ Bào, Hàng Châu, Triết Giang liên quan đến nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử và văn học Trung Quốc được biết đến ở Việt Nam. Đó là quê hương của Hàng Võ, của Lỗ Tấn, của Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, của Tây Thi, nơi trị vì của Việt Dương Câu Tiễn, nơi cai trị của Bạch Cư Dị Tô Đông Pha, nơi tu hành của hai nhà sư huyền thoại Tế Điên và Lỗ Trí Thâm. Cuối đời, Võ Tông cũng về đây vui cảnh Phật. Nước suối Hổ Bào có thể rót cao hơn ngọn chén vài mm mà không tràn ra ngoài. Người ta đang biểu diễn thả đồng xu nổi trên mặt nước. Nếu khéo tay, xu sẽ nổi vì nước vừa đặc lại vừa nặng. Đây chính là loại nước quý để pha loại danh trà Long Tỉnh, vừa thơm ngon vừa có lợi cho sức khỏe. Trên các nẻo đường Trung Hoa, chúng tôi gặp không ít các sự việc bất ngờ lý thú. Đây là một việc như thế. Người ta đang vẽ hay viết đây? Nghệ nhân là một cô gái còn rất trẻ. Cô đang vẽ những chữ Trung Quốc, có thể nói là rồng bay phượng múa. Nếu nhìn một bức họa kiểu này treo trong nhà, khó ai có thể xác định đó là một tác phẩm nghệ thuật đích thực hay là sản phẩm bình thường của một năng khiếu. Người Trung Quốc nổi tiếng khéo tay. Họ rất có tài trong cảm nhận nghệ thuật và thể hiện cái đẹp một cách độc đáo. Khó nhận ra chữ Trung Quốc, nhưng có thể hiểu ngay đây là những họa tiết Trung Hoa chứ không phải của Pháp hay Ấn Độ. Bản thân cô gái đã là một nét duyên lặng lẽ của núi rừng.
chúng tôi tới thăm một xưởng chế biến trà Long Tỉnh ở chân núi. Trung Quốc có tứ đại danh trà mà vua Càn Long rất thích. Đó là Long Tỉnh trà ở Hàng Châu, Trung Diệp trà núi Ly Sơn ở Thiểm Tây, cùng hai loại trà khác ở Phúc Kiến là Bạch Mao Hầu và Thiết Quan Âm. Cách Tây Hồ 4 cây số về phía nam, bên bờ bắc sông Tiền Đường rộng lớn, có một ngôi tháp hùng vĩ cao vời vợi trên đỉnh Nguyệt Đài. Đó là Lục Hòa Tháp, một thắng cảnh hàng đầu của Giang Nam. Tháp do Ngô Việt Dương Tiền Hoàng Thúc cho xây cất vào năm thứ 3 khai bảo triều Bắc Tống năm 970 để quan sát việc chế ngự sóng sông Tiền Đường, đồng thời là cây thủy đăng cho thuyền bè đi lại vào ban đêm. Năm Tuyên Hòa Bắc Tống, tháp bị binh biến hủy hoại. Tới thời Thiệu Hưng Nam Tống thì xây lại. Phần mái hiên và hành lang bao quanh được trùng tu vào những năm Quang Tự triều Thanh. Lục Hòa thuộc loại tháp lớn ở Trung Quốc, gồm 8 mặt, 13 tầng, cao 60 mét, được tạo dáng rất đẹp, kết cấu trang nghiêm. Các lối lên xuống trong tháp được trang trí bằng gạch dân tinh xảo, rộng thoáng. Khách tham quan có thể lên tới đỉnh tháp dễ dàng. Quy phạm và kết cấu kiến trúc rất khớp với các quy tắc nghiêm khắc của triều Tống, nên Lục Hòa Tháp là một công trình rất hiếm và có giá trị cao trong kiến trúc cổ Trung Hoa. Từ trên lưng chừng tháp, ta có thể nhìn bao quát vườn cảnh cùng các công trình quanh chừng tháp. Thực chất, toàn khu là một tập hợp các kiến trúc Phật giáo được gọi chung là chùa Lục Hòa, trong đó có Lục Hòa Tháp. Trong khuôn viên có nhiều công trình tưởng niệm những người có công với chùa và một số nhân vật nổi tiếng có liên quan, trong đó có Võ Tòng và Lỗ Trí Thâm. Sau khi Sơn Trại Lương Sơn Bạc thất thủ, hai ông về tu ở bên bến Tiền Đường này rồi viên tịch tại đây. Phong cảnh vùng này thật tráng lệ. Hàng Châu như một tòa pháo đài kiên cố, dựa lưng vững vàng vào vùng núi rừng rộng lớn ở phía nam, nhìn lên đồng bằng phương Bắc bát ngát, bên cạnh dòng sông Tiền Đường mênh mông chảy sát bên thành, ngay dưới chân dải Nguyệt Luân chập trùng xanh ngắt. Có khá nhiều cách giải thích về tên gọi Lục Hòa. Có ý kiến cho rằng trên đỉnh Nguyệt Đài thời Chiến Quốc, 13 thế kỷ trước khi có tháp, Tô Tần đã có lần hội chư hầu 6 nước Sơn Đông để chống Tần. Ý kiến khác lại nói, Lục Hòa đơn giản chỉ là 6 gia vị bí quyết trong cách chế biến thức ăn của nghệ thuật ẩm thực Tô Hàn. Đó cũng chính là 6 vị đời mà kiếp người ngắn ngủi buộc phải trải qua. Sự thật quá mơ hồ, tuy nhiên chính sự mập mờ không rõ ấy mới tạo nên nét đẹp huyền ảo của Lục Hòa. Cuộc hành trình vạn dặm trên đất Trung Hoa đã được 10 ngày. Đây là lúc mà lòng chúng tôi bồi hồi xúc động nhất. Tất cả đều lặng lẽ nhìn cho thật rõ dòng sông Tiền Đường. Xưa đọc Trương Kế, đâu nghĩ có ngày đặt chân lên bến Phong Kiều. Đọc Nguyễn Du, đâu nghĩ có lúc đứng lặng bên bờ sông Tiền Đường. Giờ đây đứng trên Lục Hòa Tháp mà tưởng như lạc giữa truyện Kiều. Hàng Châu đến đó bây giờ, thật tinh hỏi được tóc tơ rành rành, rằng ngày hôm nọ giao binh, thất cơ từ đã thu linh trận tiền. Nàng Kiều công cả chẳng đền, lệnh quân lại bắt ép duyên thổ tù. Nàng đà gieo ngọc trầm châu, sông Tiền Đường đó ấy mồ hồng nhan. Và từ Nguyễn Du,
không khỏi lang mang nghĩ tới Tố Hữu 200 năm sau, ngẩn ngơ trong ngọn cờ đào, đành như thân gái sống sao tiền đường. Hàng Châu có ba chiếc cầu lớn bắc qua sông Tiền Đường, đều gọi là Tiền Đường Giang Đại Kiều. Tiền Đường tên cũ là Triết Giang, con sông lớn nhất của tỉnh Triết Giang bắt nguồn từ An Huy, dài 605 cây số với lưu vực 49.000 cây số vuông. Tiền Đường có 7 đoạn với 7 tên khác nhau. Đoạn cuối chảy qua Hàng Châu đổ ra biển gọi là Tiền Đường Giang. Hàng năm trên sông Tiền Đường đều diễn ra một hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ được gọi là sóng Tiền Đường, kéo dài 80 cây số trong vòng 4 giờ liền vào ngày 18 tháng 8 âm lịch. Sóng cao 3-4 mét, đặc biệt ở Hải Ninh có năm cao tới 30 mét. Nguyên nhân là do cửa sông, cũng tức là cửa vịnh Hàng Châu, rộng tới 100 cây số, giống hình cái loa. Vào tới Hải Ninh đột ngột thu hẹp, còn có 3 cây số, nên sóng thủy triều tích tụ nhanh, bị ức chế mà thành sóng thần. Tuy nhiên, mọi bí ẩn đều tập trung vào cái ngày 18 tháng 8 khó giải thích đó. Hơn nữa, thiếu gì cửa sông có hình loa kèn. Xưa Nguyễn Du đã từng miêu tả, triều đâu nổi sóng đùng đùng, hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường. Hình như người ta chỉ đọc lướt qua mà không để ý tìm hiểu để biết rằng đằng sau hai câu thơ là cả một trò chơi vô cùng ngoạn mục của tạo hóa. Tây Hồ, Phi Lai, Hổ Bào, Nhạc Miếu, Linh Ẩn, tất cả đều tuyệt vời. Tuy nhiên, ấn tượng sâu đậm nhất cho mãi tới sau này vẫn là Tiền Đường, dòng sông mà chúng tôi mong đợi ngay từ trước lúc lên đường. Ngay cả nơi ở, chúng tôi cũng chọn đúng khách sạn mang tên Tiền Đường. Đây là mặt tiền của Tiền Đường Đại Hạ, tức khách sạn Tiền Đường, với biết bao kỷ niệm êm đềm về một chuyến làm phim tại Hàng Châu thơ mộng. Đã hết nửa cuộc hành trình mà nhóm lữ khách truyền hình vẫn chưa ra khỏi miền đất Giang Nam. Sau lưng chúng tôi là Thượng Hải, Chu Trang, Tô Châu, Thái Hồ và nhiều đô thị khác. Toàn bộ bán kính hoạt động mới vài trăm cây số mà biết bao cảnh lạ đã liên tiếp xuất hiện trên lộ trình. Đây quả là miền đất lâu đời giàu có, dày đặc các danh lam thắng cảnh, các di tích văn hóa lịch sử lẫy lừng, các trung tâm kinh tế quan trọng, động lực cho công cuộc cải cách. Giờ đây đến lượt phải từ giả Hàng Châu, viên ngọc quý của ca dùng, miền đất của mỹ nhân và danh tướng, của văn nhân và của những trang hảo hán anh hùng. Nhìn lại mặt nước Tây Hồ lung linh một lần nữa, có thể ví đây là một mảnh lạc của thiên đường. Những khi thanh vắng, sao nó lại hiện lên mơ màng, sang đẹp, đượm buồn và gợi cảm đến thế. Có lần khi du thuyền của chúng tôi lạc vào sau bức màn sương mờ ảo, một hình ảnh thân quen từ trong ký ức bỗng hiện ra. Mịt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp chài yên thái mặt hương Tây Hồ. Tất nhiên, đó chỉ là phút gửi hồn về chốn quê hương ở tận cõi trời Nam xa thẳm.